Hello bạn, hôm nay mình sẽ cho các bạn tập một ngày trong giáo án Econ 12 ha. Thì em giới thiệu một chút bản thân là em tên gì, sinh năm bao nhiêu? Thì xin chào các bạn, thì mình tên là Phát, thì mình sinh năm 2000. Và hiện tại là mình đang là sinh viên năm tư của Đại học Ngân hàng. Em lên được từ mét nhiêu lên mét bao nhiêu? Thì em lên được là tầm 1m46 lên tới 1m72, 73 gì đó. Kết hợp với độ tuổi dậy thì. Rồi hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn một ngày trong giáo án Econ 12 ha. Rồi, chưa đâu. 1, 2, 3, dốc. Trời đẹp. Hoàn thành. Rồi nghỉ. Nghỉ 20 giây. Hoàn thành. Rồi đứng nghỉ 20 giây. Nghỉ 20 giây. Đứng nghỉ xíu này. Rồi nhảy. Rồi. Bước thôi chứ đừng là nhảy. Bước lên. Rồi. Bước. Nhảy. Rồi. Hoàn thành. Cái cuối nào, cái cuối. Rồi đứng nghỉ 20 giây. Nghỉ 20 giây. Rồi chuẩn bị là 1, 2, 3, dốc. Dán liên tục 40 giây nha. Có 20 giây nữa. Cố lên.
Rồi dừng. Đứng nghỉ 20 giây. Hoàn thành. Thở. Nghỉ 20 giây. Chạy bên luôn không hay là tách ra? Từ từ chưa đâu. Rồi chuẩn bị chạy nè. 1, 2, 3, vô. Hoàn thành. Rồi dừng em, được rồi á, dừng. Rồi xong rồi á, xong rồi á. Dừng. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé.